Trinh Chi này, con hôm nay là con được nhà trường phát giấy khen cho con. Đây bà nhận hộ con, bà trao cho con nha. Con giữ làm kỷ niệm nhé. Thế đây là phố Nính, tổ dân phố Nính tặng con vì con đạt danh hiệu học sinh giỏi của phố. Con nhận nha. Nếu con học giỏi, có giấy khen là học sinh xuất sắc thì không những phố tặng thưởng cho con mà con còn có phần thưởng của họ Bùi, con còn có phần thưởng của cơ quan mẹ con và con còn có phần thưởng của gia đình nhà mình nữa. Con cố gắng học giỏi để sang năm con cũng đạt học sinh giỏi xuất sắc như năm nay. Con sẽ được phần thưởng to hơn đúng không? Bà sẽ thưởng phần khuyến học gia đình, kể cả anh Tít, kể cả anh Minh Khang và anh Sang. Rồi thì em Ngọc Trâm, em Minh Vương, em Tuệ Nhi. Cứ em nào là học sinh giỏi, là ngoan ngoãn, bé ngoan là bà cũng tặng thưởng nhé. À, thế con hứa gì với bà nhỉ? Con hứa con sẽ học tốt hơn năm nay ạ. À, rồi thế nhá con nha, phát huy nha. Rồi, bà chúc mừng con nha. À. Anh Khang và anh Sang bà thưởng sau. Hôm nay bà tổ chức trao giải khuyến học gia đình cho các cháu. Thế bây giờ trong những ngày bà đi chăm ông ở bệnh viện thì em Ngọc Trâm, em Ngọc Trâm đâu rồi? Em Ngọc Trâm đã có thành tích là chơi với anh Phương, không tranh đồ chơi của anh Phương. Thế là em Ngọc Trâm đạt giải bé ngoan này. Bà tặng Ngọc Trâm đạt giải bé ngoan nha. Nào em Phương cũng đạt giải bé ngoan. Trong năm học vừa qua thì ai là đạt giải cháu ngoan bác Hồ nào? Anh Tiếp đạt giải gì? À, anh Tiếp đạt giải cháu ngoan bác Hồ. Bà tặng anh Tiếp. Thưởng anh Tiếp nha. Linh Chi đạt giải bé cháu ngoan bác Hồ đúng không? Này, đạt thưởng Linh Chi. Ngoài giải cháu ngoan bác Hồ thì ai là đạt học sinh giỏi xuất sắc nhỉ? Một người đặc biệt là Linh Chi đạt giải xuất sắc 2 điểm 10, toán 10 và tiếng Việt 10. Ba thưởng cho Linh Chi một giải đặc biệt. Xuất sắc nha, học sinh giỏi xuất sắc. Thế bây giờ con có ai nói gì với bà không nào? À, có nói gì với bà nào? Con chúc bà khỏe và có một sức khỏe tốt. Học giỏi nha. Sang năm 12 đợt giải